Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một loại giống, đó là giống hoa cánh phượng. Các bạn nhìn cái hoa nó nở ra nhìn trông như là cái con phượng đúng không ạ? Nhìn trông rất là đẹp, một màu vàng. Và cái loại hạt giống này thì nó chỉ có một màu duy nhất, đấy là màu vàng thôi nhé các bạn nhé. Và lá là một cái loại dạng thân cây leo. Một gói là 4 hạt. Cái thời gian ra hoa của hoa cánh phượng này nó rơi vào khoảng tầm từ 90 cho đến 100 ngày trở đi. Hoa cánh phượng ấy thì các bạn sẽ phải xử lý cái hạt giống này trước khi gieo, đó là chúng ta sẽ ủ hạt. Chúng ta sẽ ngâm hạt giống vào nước ấm, 3 phần nước sôi và 2 phần nước lạnh đó. Và các bạn sẽ ngâm cho từ 5 cho đến 6 giờ. Rồi các bạn sẽ vớt hạt ra và cho vào cái khăn ẩm để chúng ta sẽ ủ. Như thế thì cái tỷ lệ nảy mầm của cái hạt giống nó sẽ cao hơn và nó sẽ rút ngắn được cái thời gian nảy mầm hơn. Khoảng tầm 10 cho đến 15 ngày thì hạt nó sẽ nảy mầm, đó là với cái điều kiện thời tiết nó thích hợp, còn nếu không thì nó sẽ phải kéo dài hơn hoặc là nó sẽ lâu hơn đó. Và cái đất trồng để trồng hoa cánh phượng này thì nó là một đất tơi xốp có nhiều mùn, đất phải sạch sẽ và không có mầm bệnh ở trong phần đất đó. Thế thì cái hoa cánh phượng này nó cũng trồng nó cũng hơi lâu và cũng hơi khó một chút, cho nên là bạn nào mà muốn trồng hoa cánh phượng thì chúng ta phải rất là kiên trì, chịu khó và chúng ta không sốt ruột. Như thế thì chúng ta sẽ chăm chút cái hoa cánh phượng này thì mới có được cái kết quả tốt được đó. Thế thì với cái dạng thân cây leo như thế này thì các bạn có thể trang trí khi mà hoa cánh phượng chúng ta nó leo, ví dụ là lên trên bờ tường, bờ rào hoặc là trước cái cổng nhà chúng ta thì các bạn có thể trang trí được. Nhìn trông rất đẹp và bắt mắt.